Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Toyota. Hiện nay mình đang là chuyên viên tư vấn sản phẩm và đào tạo bán hàng tại Toyota Phú Mỹ Hưng. Thì như các bạn biết, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn những cái nguyên tắc chúng ta sử dụng xe an toàn. Như các bạn biết thì bất cứ khi nào khách hàng mua xe mới thì bên công ty Toyota có cung cấp kèm theo cho khách hàng một quyển sách hướng dẫn sử dụng xe an toàn. Thì mình đã làm việc ở Toyota được khoảng gần 5 năm và mình cũng đã tư vấn rất nhiều cho khách hàng về những nguyên tắc sử dụng xe an toàn. Tuy nhiên quyển sách này thì thường đôi khi các bạn bỏ qua và không có đọc, hoặc là những quý khách hàng nào chưa có đọc quyển sách này, thì hôm nay tôi sẽ làm cái video này để tóm tắt cho quý vị các bạn những cái nguyên tắc chúng ta sử dụng xe an toàn. Có 6 nguyên tắc, trong đó bao gồm là thắt dây an toàn nè, hoạt động của túi khí, cách sử dụng thảm sàn, cách phòng chống cháy nổ xe, thứ năm là thủy kích, và cuối cùng thứ sáu là cách chúng ta phải bảo dưỡng xe như thế nào. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản để chúng ta sử dụng xe an toàn với các bạn nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã biết, nguyên tắc đầu tiên và cực kỳ quan trọng đó là các bạn sẽ phải luôn sử dụng dây đai an toàn đúng cách. Trên những chiếc xe hiện đại ngày nay thì tất cả các vị trí ngồi đều được trang bị dây đai an toàn 3 điểm. Dây đai an toàn 3 điểm có nghĩa là ở đây. Đây là một điểm ở đây và ở đây. Đó, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các vị trí ghế ngồi, và theo như luật hiện hành của Việt Nam thì tất cả các vị trí ngồi trên xe đều phải thắt dây đai an toàn. Thế thì thắt dây đai an toàn sẽ giúp bảo vệ rất tốt cho chúng ta trong những trường hợp va chạm xảy ra. Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn hiện nay là không phải ai cũng đều có thói quen thắt dây đai an toàn, và thậm chí có một số bác tài thì còn né tránh việc thắt dây đai an toàn bằng cách là luồn cái dây đai ở ra phía sau đây các bạn. Nghĩa là luồn cái dây đai ra an toàn phía sau và cắm vào đây để cho cái xe nó khỏi kêu mà không thắt. Thì như vậy cái xe nó không có kêu, nhưng mà khi xảy ra tai nạn thì nó sẽ không giúp bảo vệ mình được. Cho nên nguyên tắc đầu tiên mà khuyến cáo của mình cũng như là của Toyota đó là hãy luôn luôn thắt dây đai an toàn khi ví dụ các bạn ngồi lên xe. Cái cách thắt dây đai an toàn như thế nào là đúng thì ở đây rất đơn giản thôi. Mình thắt dây đai kéo qua và cắm vào đây. Đó. Dây đai phía trên sẽ nằm ở trên vai, ở giữa vai, và dây đai phía dưới thì nằm ở ngang hông, và đấy, nó có cái nút để đây để đánh dấu nè. Đó, thì là có một lưu ý là nếu mà ví dụ các bạn là phụ nữ đang mang thai á, thì chúng ta thắt cái dây đai ở phía dưới nè. Chúng ta thắt thấp một chút, thấp xuống phía dưới một chút để tránh gây ảnh hưởng đến thai nhi. Và nếu mà em bé cái chiều cao còn chưa có đủ chiều cao để chúng ta thắt dây đai an toàn thì có thể sử dụng một cái nệm, cái gối chẳng hạn, một cái gối để đặt ở dưới ghế để làm sao thắt dây đai an toàn cho nó chính xác và nó cho nó đúng tư thế và nó không có bị xoắn dây đai. Đó là nguyên tắc đầu tiên, hãy luôn luôn thắt dây an toàn đúng cách các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, tiếp theo nguyên tắc số 2 đó là chúng ta cần phải hiểu đúng về hoạt động của túi khí và tránh những cái rủi ro không đáng khi mà chúng ta sử dụng túi khí không đúng cách. Thế thì như các bạn đã biết, dây đai an toàn là bộ phận chính bảo vệ cho người ngồi trong xe. Và tiếp theo đó là túi khí, đó là bộ phận hỗ trợ, nó là một hệ thống an toàn bổ sung nha các bạn. Nó không phải là hệ thống an toàn chính, mà nó là hệ thống an toàn hỗ trợ bổ sung, sẽ hoạt động trong những vụ va chạm mạnh và có nguy hiểm đến tính mạng của người ngồi trong xe. Còn lại ở những vụ va chạm nhẹ và không gây ảnh hưởng đến tính mạng của người ngồi trong xe thì túi khí sẽ không hoạt động. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ rõ cho các bạn biết luôn là
điều kiện như thế nào thì túi khí sẽ bung và những trường hợp nào thì túi khí sẽ không bung, và các cái lưu ý về hoạt động của túi khí. Như các bạn biết thì túi khí của người lái được lắp đặt ở trên vô lăng đó, nó nằm ở đây thưa các bạn. Đấy, những vị trí nào trên vô lăng nè, hoặc là bất ở những vị trí nào có lắp túi khí sẽ có dòng chữ SRS Airbag. Đó, như ở đây thì trên xe Toyota Vios này thì có đời 2017 này, chỉ trang bị hai túi khí là ở vị trí của người lái đây và vị trí của hành khách phía trước. Các bạn thấy SRS Airbag. Thế thì quý vị các bạn cần phải biết như sau: hợp chất kích hoạt túi khí nổ đó, để bơm hơi túi khí đó, là sử dụng những cái chất hóa học có sức mạnh tương đương với thuốc nổ. Nghĩa là nó khi túi khí bung á, thì cái hợp chất đó nó nổ và nó tạo thành khí bơm cái cụm bơm túi khí. Cái cụm túi khí bung ra với lực rất là mạnh và nhanh, có thể gây xây xát hoặc là bầm tím khu vực mặt của người lái hoặc là hành khách. Khi túi khí bung thì nó sẽ bung luôn cái nắp này lên, hoặc là trong trường hợp ở đây thì nó sẽ văng cái nắp này ra, nó sẽ bung cái nắp này ra. Hoặc là một số xe mà nó không có cắt sẵn cái nắp như thế này thì nó sẽ xé rách cái phần táp lô trên này. Ở đây thì xe Vios người ta làm sẵn một cái nắp như thế này để khi mà nó bung túi khí mình chỉ cần thay cái nắp này thôi mà không cần phải thay luôn cái táp lô, để tiết kiệm chi phí. Thế thì chúng ta cần phải chú ý những gì khi mà sử dụng túi khí, đó là như thế nào: mình phải chỉnh ghế ngồi và vô lăng làm sao để túi khí cách càng xa người lái càng tốt, và thường là phải cách xa hơn 25 cm các bạn nhé. Đây là nguyên tắc an toàn, là cần phải chỉnh túi khí như thế. Cái thứ hai là trong khoảng cách từ 7 cm đổ lại, có nghĩa là nếu mà quá gần, trong trường hợp mà khoảng cách từ khoảng 7 cm đổ lại thì khi túi khí nổ có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là chết người nếu mà chúng ta ở quá gần túi khí. Vì vậy cách càng xa càng tốt, và không nên, đặc biệt là ở hành khách bên cạnh nè, các bạn không nên để em bé hoặc là mình ngồi tựa vào đây ha, tựa vào đây khi túi khí bung á thì rất là nguy hiểm. Nguyên tắc thứ hai khi sử dụng túi khí đó là chúng ta không được treo các vật bằng kim loại, các vật cứng, hoặc là chúng ta đặt để các cái vật cứng trong cái khu vực hoạt động của túi khí. Đấy, ví dụ như các bạn để các cái tượng hay cái gì cứng ở đây thì khi túi khí nó bung ra thì các cái vật cứng nó sẽ văng ra và gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe. Chúng ta cũng không nên dán các cái băng keo hoặc là để các cái thảm trải sàn trên này nè. Bây giờ phần lớn thì mình thấy có nhiều quý khách trải thảm sàn ở trên phần này, trải cái thảm ở trên cái phần táp lô này, nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến việc hoạt động của túi khí nữa. Vâng, và yếu tố tiếp theo như lúc nãy mình có nói với các bạn đó, là việc túi khí bung với lực rất mạnh có thể gây nguy hiểm cho những người ngồi ở đằng trước. Cho nên là các bạn tuyệt đối không được để trẻ em ngồi ở ghế trước các bạn nhé. Đây, và như các bạn thấy là trên các cái tấm che nắng của xe, của hầu hết các xe, có thể nói là tất cả xe ô tô thì đều có cảnh báo về việc không được lắp đặt ghế trẻ em ở hàng ghế trước. Đây thưa các bạn, bởi khi túi khí hoạt động có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến chết người khi mà túi khí bung. Đó là một lưu ý cực kỳ quan trọng nhé các bạn. Nguyên tắc là không được phép lắp đặt ghế trẻ em ở hàng ghế trước. Vì sao? Thì như các bạn biết, như là đây là một cái ghế trẻ em dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thì đối với trẻ sơ sinh á, các bạn lắp ghế sẽ quay lưng về hướng đằng trước như thế này, thì cái phần lưng ghế nó sẽ rất gần với túi khí, và khi không may mà va chạm xảy ra và túi khí bung á, thì nó sẽ đập vào trong cái lưng ghế này, và các bạn tưởng tượng như em bé của mình đang nằm ở trong này,
thì nó sẽ đập mạnh đến mức mà gây tổn thương nghiêm trọng cho em bé và thậm chí là gây tử vong. Vì vậy các bạn chú ý là chúng ta tuyệt đối không được lắp đặt ghế trẻ em ở đằng trước. Hiện nay thì cũng có một số xe như là xe Toyota Innova hoặc là Toyota Fortuner hoặc là Toyota Hilux thì nó sẽ có bộ phận tắt cái túi khí, nó sẽ có bộ phận tắt túi khí ở đây đi. Khi chúng ta lắp đặt ghế trẻ em thì chúng ta phải tắt cái túi khí này đi các bạn nhé. Đó là những cái lưu ý quan trọng khi chúng ta sử dụng túi khí. Còn hiện nay thì như quý vị các bạn cũng đã biết thì trên mạng đang có rất là nhiều ý kiến trái chiều cũng như là cho rằng túi khí của Toyota không bung hay là hoạt động không chính xác gì đó. Thì mình cũng rất quan tâm đến vấn đề này cho nên là mình sẽ làm một cái video riêng về cái chủ đề giải thích rõ là tại sao khi nào túi khí bung, khi nào túi khí không bung và vì sao. Các bạn nhớ đón xem nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái lưu ý thứ ba, đó là cách chúng ta sử dụng thảm lót sàn đúng cách. Như quý vị và các bạn biết thì việc sử dụng thảm sàn đúng cách cũng rất là quan trọng. Chính vì vậy mà nhà sản xuất thường khuyến cáo quý vị và các bạn sử dụng thảm sàn chính hãng được tặng kèm theo xe hoặc là bán kèm theo đúng nguyên tắc kỹ thuật. Vì sao? Thì đây, thưa các bạn, đây là một bộ thảm sàn chính hãng của Toyota được tặng kèm theo xe khi các bạn mua xe mới. Ở đây thì thảm sàn được thiết kế cho đúng loại xe và phù hợp, có chiều dài phù hợp với từng loại xe các bạn nhé. Và đặc biệt ở đây các bạn thấy là nó sẽ có hai cái chốt để chúng ta khóa lại. Đó, khi chúng ta đặt thảm sàn vào và chúng ta khóa chốt này lại để đảm bảo cho thảm sàn không bị trôi về phía trước gây kẹt phía dưới chân phanh. Đó, gây kẹt phía dưới chân phanh hoặc là vô tình đè lên chân ga gây tăng tốc đột ngột. Chính vì vậy lời khuyên của nhà sản xuất là quý vị và các bạn hãy sử dụng loại thảm sàn chính hãng hoặc là một loại tương đương nhưng mà có cái chốt an toàn, khóa an toàn ở đây các bạn nhé. Vâng, tiếp theo đó là cái lưu ý thứ tư, cảnh báo cháy xe. Thì như vì các bạn biết, tất cả những cái xe, phần lớn những xe ô tô thì hệ thống ống xả của mình nó đều nằm ở dưới gầm xe. Thì ngoài cái ống xả còn có các bộ trung hòa khí thải đều đặt ở phía dưới gầm xe hết. Và những hệ thống, những bộ phận này thì nó rất là nóng, nhiệt độ nó rất là nóng, lên đến hàng trăm độ C. Và khi có rác thải, ví dụ như là bì bóng, bịch nhựa hoặc là rơm rạ, rác thải bị tiếp xúc với cái phần ống xả, bộ trung hòa khí xả, hệ thống khí thải á, thì có thể gây cháy xe. Vì vậy, ví dụ các bạn lưu ý là khi chúng ta đi đậu trên những cái đường quê như là đường phơi rơm rạ thì chúng ta lưu ý cái việc này để tránh bị cháy xe, cũng như là chú ý xem là rác, lâu lâu chúng ta phải kiểm tra xem là có rác thải hay là rơm rạ gì đó nó có dính vào trong bộ phận ống xả của chúng ta hay không để tránh cháy xe các bạn nhé. Đấy là nguyên nhân thứ nhất là do cháy từ phía xuất phát từ dưới gầm xe. Thứ hai đó là nguyên nhân cháy xe do chập điện hoặc là rò rỉ nhiên liệu. Thì các quý vị và các bạn chỉ có cách là chúng ta cần phải kiểm tra xe thường xuyên và bảo dưỡng xe thường xuyên để tránh trường hợp xe bị rò rỉ nhiên liệu và hoặc là bị chuột cắn đứt dây điện gây chập điện và cháy xe. Cũng đã có rất là nhiều vụ cháy xe rồi cho nên quý vị và các bạn cần phải lưu tâm đến vấn đề này các bạn nhé. Vâng, và tiếp theo đó là một cái cảnh báo về vấn đề xe bị thủy kích, xe bị ngập nước đó các bạn. Và những khách hàng nào đang ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội thì cũng không thể nào bỏ qua được vấn đề này. Đặc biệt là đối với những dòng xe gầm thấp như là xe Toyota Vios này. Có thể nói rằng thủy kích hay là xe bị hư hỏng do ngập nước là một vấn nạn mà hầu như chúng ta khó tránh khỏi ở khi chúng ta sinh sống ở những vùng ngập nước như là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vấn đề quan trọng và các bạn cần phải lưu ý để xử lý trong trường hợp xe chúng ta không may bị đi vào đường ngập nước. Thế thì như các bạn thấy đây là
hệ thống lấy gió, cái lọc gió của xe, và đây là cái ống hỏng hút gió, hỏng hút gió của xe Veloz. Tất nhiên là nhà sản xuất đã luôn tính toán để đưa các cái ống hút gió này lên trên cao nhất có thể rồi. Tuy nhiên rằng ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì nước có thể ngập lên đến tận đây và gây động cơ hoạt động thì nó sẽ hút không khí, thì dẫn đến nó hút nước vào trong này. Nếu lượng nước nhỏ thì khi đi qua cái lọc này thì nó sẽ thoát ra ngoài nhờ cái lỗ nhỏ ở phía dưới lọc. Tuy nhiên nếu mà lượng nước nó quá lớn á, thì nước sẽ chui vào trong trong cổng hút nước, trong hậu hút nước này và gây hư hỏng động cơ, gây cong tay biên, cong gen hay là bị vỡ bê tông, thậm chí vỡ luôn lốc máy. Thế thì chúng ta phải làm sao? Cái nguyên tắc đầu tiên đó chính là chúng ta tránh càng nhiều càng tốt thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Thế là bây giờ chúng ta phải tránh đi vào những cái đường ngập nước và ngập nước quá sâu khi mà trời mưa. Thì khi các bạn tránh đi vào những cái đường mà có nguy cơ ngập nước từ hơn nửa bánh xe trở lên, ngoài nguy cơ gây hư hỏng động cơ thì nó có thể nước nó len lỏi vào trong sàn xe. Và các bạn biết là ở phía dưới sàn xe là có những cái dây điện ở phía dưới, cho nên có thể gây hư hỏng hệ thống điện của mình. Vì vậy chúng ta cần phải hết sức tránh đi vào những cái đường ngập nước. Còn nếu như mà không thể tránh nữa thì chúng ta cần phải biết xử lý khi xe của chúng ta không may bị ngập nước và tắt máy. Vâng, thưa các bạn, khi không thể tránh khỏi đi vào đường ngập nước và cái xe của mình không may bị ngập nước và tắt máy thì cái hư hỏng nó vẫn chưa có nặng lắm, còn chưa xảy ra nặng lắm, thì chúng ta phải lưu ý là tuyệt đối không được phép khởi động lại ha. Nếu chúng ta khởi động lại một lần nữa thì sẽ gây hư hỏng nặng hơn cho phần động cơ. Và nếu các bạn có mua bảo hiểm thì kích thì các hãng bảo hiểm cũng sẽ có nguyên nhân chính đáng để từ chối bồi thường. Vì vậy khi xe bị ngập nước và tắt máy, chúng ta cần phải tắt và rút chìa khóa ra khỏi xe, sau đó gọi cho xe cứu hộ đến kéo cái xe của chúng ta đi về xưởng sửa chữa. Đó là lưu ý rất quan trọng, không được phép khởi động lại xe khi bị thủy kích. Ngoài ra các bạn cũng lưu ý một chút xíu là đôi khi chúng ta đi vào những đường ngập nước thấp, tuy là nó còn ngập thấp nhưng mà khi có những chiếc xe di chuyển ngược chiều có thể gây nên cái làn sóng á, có thể gây nên sóng nước và cao hơn so với cái mực nước ở dưới đường, gây nguy hiểm cho xe của chúng ta. Thì chúng ta cần chú ý trong vấn đề này để tránh hư hỏng các bạn nhé. Vâng, và lưu ý cuối cùng, lưu ý số 6 khi chúng ta sử dụng xe cho an toàn, đó là nhà sản xuất khuyến cáo các quý vị các bạn cần phải bảo dưỡng và chăm sóc xe thường xuyên để tránh những hư hỏng, hỏng hóc gây ra mất an toàn, cũng như là việc trước khi chúng ta đi di chuyển một hành trình dài nào đó, chúng ta cần phải kiểm tra lại những thứ sau: kiểm tra lốp xe nè, bao gồm áp suất và độ mòn, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra hệ thống phanh. Chúng ta cần phải kiểm tra một vòng chiếc xe để đảm bảo an toàn. Và thì chi tiết về cách kiểm tra xe như thế nào thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn sau clip này, các bạn nhớ đón xem nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa gửi đến với các bạn những lưu ý quan trọng, những cơ bản để sử dụng xe an toàn. Thứ nhất là chúng ta cần phải sử dụng dây đai an toàn đúng cách, cài dây đai an toàn đúng cách. Cái thứ hai là các lưu ý về hoạt động của túi khí và tránh lắp đặt ghế trẻ em ở hàng ghế trước để gây nguy hiểm. Và cái thứ ba đó là chúng ta sử dụng thảm sàn đúng cách và cho an toàn. Cái thứ tư đó là cảnh báo về việc cháy xe. Cái thứ năm đó là thủy kích, các lưu ý khi xe bị hư hỏng do ngập nước. Và cái cuối cùng đó chính là việc bảo dưỡng và kiểm tra xe thường xuyên. Vâng, thưa quý vị các bạn, trên đây thì tôi đã vừa chia sẻ đến quý vị các bạn những nguyên tắc cơ bản nhất để sử dụng xe an toàn. Những nguyên tắc này thì được chia sẻ ở trong sách hướng dẫn sử dụng xe an toàn của Toyota.
Rất hy vọng rằng video clip này mang lại những kiến thức bổ ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách nhấn nút like, subscribe kênh và cũng như để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm những cái nguyên tắc sử dụng xe an toàn khác. Hiện nay thì tôi cũng đang là tư vấn bán hàng tại Toyota. Nếu vì các bạn yêu quý và ủng hộ bằng cách mua xe Toyota thì hãy gọi đến số hotline số 0907008855. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.